Xin chào các bạn, tôi là Lê Minh Sáng, sáng lập viên diễn đàn Sáu Sức Mạnh Việt Nam trên Facebook và trang web sáusứcmạnhvietnam.com. Tôi đang chia sẻ với các bạn các cái series clip đào tạo của chương trình kiểm soát quá trình bằng công cụ thống kê SPC. Chúng ta đã đang đi được từ phần 1 cho đến phần 8. Và hôm nay chúng ta sẽ chuyển sang phần tiếp theo là phần 9. Phần 9 nói về biểu đồ kiểm soát P, biểu đồ kiểm soát P. Biểu đồ kiểm soát P là cái dạng biểu đồ kiểm soát dùng cho dữ liệu là dữ liệu theo phân phối nhị thức. Ví dụ như là đạt, không đạt, OK, NC, pass, fail, low, no go, đúng không ạ? Chính vì thế cho nên là cái biểu đồ này nó rất là phù hợp với các cái việc kiểm soát những cái sản phẩm hoặc là những cái dịch vụ không phù hợp. Về chi tiết của cái biểu đồ này thì chúng ta sẽ lần lượt chúng ta đi sau, chúng ta thảo luận sau. Về mục tiêu đào tạo của cái học phần này thì nó hướng đến cho chúng ta một số cái cụ thể sau. Cái thứ nhất là giúp chúng ta nắm được, hiểu được cái cách thức xây dựng cái biểu đồ kiểm soát P ở trong MenuTab và trong Excel. Cái mục tiêu thứ hai là nó hướng chúng ta đến việc hình thành những cái khả năng phân tích biểu đồ, và thông qua đó chúng ta có thể hiểu được cái tiếng nói của quá trình Voice of Process. Và khi chúng ta đã hiểu được cái tiếng nói của quá trình rồi thì chúng ta sẽ có khả năng ứng dụng cái biểu đồ P này để chúng ta kiểm soát chất lượng của cái sản phẩm cũng như là của dịch vụ của chúng ta, và thông qua đó góp phần vào việc duy trì sự phát triển bền vững của tổ chức. Về nội dung chính của cái học phần này thì cũng giống như là các cái phần biểu đồ kiểm soát, nó sẽ bao gồm 4 bài. Bài 1 tôi sẽ trình bày với anh chị em cái tổng quan về cái biểu đồ P. Sang đến bài 2 thì chúng ta cùng nhau thảo luận về các cái chú ý cần thiết khi chúng ta thu thập dữ liệu để chúng ta vẽ cái biểu đồ P này. Và tiếp theo bài thứ 3 sẽ hướng dẫn anh chị em cái cách thức sử dụng cái biểu đồ P này ở trong MenuTab. Và bài thứ tư, bài cuối cùng là hướng dẫn cái cách thức xây dựng cái biểu đồ P này ở trong Excel. Vâng ạ, bây giờ chúng ta vào cái phần, cái bài đầu tiên là tổng quan về biểu đồ kiểm soát tỷ lệ sản phẩm hoặc là dịch vụ không phù hợp. Về cái cấu trúc của cái biểu đồ kiểm soát P cũng như là tính năng của nó thì nó có mấy cái đặc thù mà anh chị em cần phải chú ý. Cái thứ nhất là về cấu trúc của biểu đồ thì khác với những cái biểu đồ dành cho dữ liệu liên tục, bao gồm hai biểu đồ, đúng không ạ? Biểu đồ P nó chỉ bao gồm một biểu đồ thôi. Đấy, anh chị em chú ý, đấy là cái khác biệt đầu tiên về cấu trúc. Còn những cái còn lại thì nó giống nhau, đúng không ạ? Tức là giống nhau ở cái gì ạ? Thứ nhất là cũng là bao gồm một cái đường trung bình này, bao gồm một cái đường kiểm soát trên này, bao gồm một cái đường kiểm soát dưới này. Đây, và cái đường màu xanh da trời này là cái đường nó mô tả cái biến động của cái tỷ lệ sản phẩm dịch vụ không phù hợp theo thời gian. Đấy là về cấu trúc chi tiết, đúng không ạ? Cũng giống như là tôi nói lúc đầu ở trong cái phần đầu của bài học đấy, thì cái biểu đồ P này nó rất là phù hợp với việc theo dõi cái tỷ lệ của sản phẩm hoặc là của dịch vụ không phù hợp. Khác với cái biểu đồ trước mà chúng ta học, ví dụ như là biểu đồ IMR, ZMR, biểu đồ X3R và biểu đồ X3S, vì nó là biểu đồ dành cho dữ liệu liên tục cho nên nó phù hợp với sản xuất chế tạo là nhiều, đúng không ạ? Còn cái biểu đồ này thì nó phù hợp cho việc cả cho cả việc sản xuất cũng như là cả cái việc cung cấp dịch vụ. Đấy, anh chị em chú ý, bởi vì cái dữ liệu dạng nhận thức này thì ở trong dịch vụ cũng có rất là nhiều. Thì thông qua cái việc theo dõi cái tỷ lệ sản phẩm không phù hợp đấy, đấy thì người quản lý người ta có thể sớm nhận diện được những cái biến động bất thường của cái tỷ lệ sản phẩm hoặc dịch vụ không phù hợp, và thông qua đó thì người ta biết được là trạng thái quá trình nó đang ở trạng thái nào, trạng thái gì, trạng thái ổn định về mặt thống kê hay là trạng thái bất ổn định về mặt thống kê, đúng không ạ? Đấy. Nếu mà trạng thái quá trình nó đang là không ổn định về mặt thống kê thì mặc dù là tỷ lệ của sản phẩm lỗi hoặc là của sự cố lỗi nó chưa vượt quá cái mức cho phép, nhưng mà người ta cũng sẽ phải tiến hành điều tra phân tích nguyên nhân để người ta loại bỏ những cái bất thường ra khỏi cái quá trình sản xuất hoặc là quá trình cung cấp dịch vụ của mình,
và thông qua đó thì người ta sẽ kiểm soát được cái chất lượng sản phẩm cũng như là chất lượng dịch vụ tốt hơn. Đấy. Đấy là cái phần cấu trúc và phạm vi sử dụng của biểu đồ, đúng không ạ? Đấy, anh chị em chúng ta sang tới cái phần tiếp theo. Tôi sẽ nói về một số cái ví dụ kịch bản sử dụng cái biểu đồ Pi này để cho anh chị em thấy là cái biểu đồ Pi này không phải là nó chỉ có sử dụng ở trong sản xuất. Và tôi nhấn mạnh lại là biểu đồ Pi này nó sử dụng ở trong các cái hoạt động giao dịch, hoạt động cung cấp dịch vụ rất là nhiều. Đa số anh chị em, đặc biệt là những người mới tiếp xúc với công cụ thống kê, mới tiếp xúc với Lean Six Sigma đấy, thì cứ tưởng là những cái công cụ này nó chỉ áp dụng cho sản xuất, cũng không phải. Đây chúng ta xem một cái ví dụ này. Một người quản lý dịch vụ giao hàng sử dụng biểu đồ Pi để theo dõi tỷ lệ xe giao hàng không hoạt động mỗi ngày trong khoảng thời gian 1 tháng, đúng không? Đấy. Giả sử như là đội xe của anh ta có tổng số là 200 xe, đấy, thì anh ta theo dõi xem là mỗi ngày nó có bao nhiêu cái xe nó không được hoạt động, đúng không ạ? Đấy. Ví dụ như là có những ngày nó giảm xuống đột ngột, có những ngày nó tăng lên đột ngột chẳng hạn. Đấy. Vậy thì anh ta phải biết được là nguyên nhân của những cái việc giảm đột ngột sử dụng những cái xe hàng ấy, hoặc là những nguyên nhân của việc gia tăng đột ngột đấy nó là cái gì, nó có thuộc về cái vấn đề quản lý của mình hay không, hay đơn giản nó là cái vấn đề thị trường, đúng không ạ? Thì tùy theo từng cái trường hợp cụ thể mà anh ta sẽ có cái đối sách giải quyết. Nếu là vấn đề về hệ thống quản lý, anh ta sẽ có đối sách của anh ta. Còn nếu là vấn đề về thị trường thì có thể là anh ta sẽ áp dụng một số công cụ Lean Six Sigma như nào đấy, như nào đấy. Đấy, ví dụ như là công cụ bình chuẩn hóa chẳng hạn, để anh ta điều tiết làm sao cho việc đầu tư ra đội xe nó đạt mức tối thiểu và nó mang lại cái lợi ích cao nhất cho công ty. Vậy thì trong cái trường hợp này, một chiếc xe không giao hàng được coi như là một sản phẩm hoặc là một dịch vụ không phù hợp, đúng không ạ? Cái xe mà làm chết một chỗ thì nó không xin lời. Chính vì thế cho nên là anh ta coi đấy nó là một cái sản phẩm hoặc là một cái dịch vụ không phù hợp. Đấy, thì đấy là cái phần ví dụ để anh chị em chúng ta có thể hiểu được cái kịch bản, những cái kịch bản nào mà chúng ta có thể ứng dụng cái biểu đồ Pi này để chúng ta theo dõi cái quá trình sản xuất, quá trình cung cấp dịch vụ của chúng ta. Vâng ạ, bài 1 đến đây là hết ạ. Trong các cái bài tiếp theo của cái học phần này, tôi sẽ trình bày với anh chị em những cái nội dung chi tiết liên quan đến cái biểu đồ Pi. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị em trong các clip sau.